So ok, hello anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với channel mình. Và ngày hôm nay thì đầu mùa mà, những khẩu súng gì ngon nhất, tinh túy nhất chúng ta sẽ chơi trước. Đấy. Ví dụ như là M4 vũ trụ chẳng hạn. Đó, ác mình thì có những khẩu quen thuộc như là M200, M4 vũ trụ và Tào Tháo cũng như là Lữ Bố. Những khẩu đấy mùa nào cũng phải có một vài clip. Đấy. Rồi, bê chết mẹ luôn. Thế đeo là bốn là cái Nga vậy luôn ạ. Nghe mùi nó cứ sai sai nhỉ. Rồi cho bạn này. Ô ô ô tôi chết 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 năm năm mẹ nó. Thấy quả bom rồi mà né đéo được với nhau ạ. Phải thật. Vừa có phốt ở mid xong mà thì đéo nào đâu. Ô cho bạn này. Ô cái gì đây? Cái gì đây là cái gì đây? Ô sự thật như đùa đứng trước mặt mình luôn. Ai à, cái gì ấy? Chết mẹ rồi. Thế đéo thằng kia đứng ở mid mãi đéo sao mẹ mình vừa định móc B cái thằng A, cái mờ xanh ở trên A nó bắn thôi thủng mẹ đít luôn. Sai A một ACB một trước mặt trước mặt trước mặt đó nó đó hay luôn rồi đi luôn. À, cái mờ xanh đổ sang lục nó bắn thì thứ gì chịu nổi mẹ nó. Trong cái dòng nó một con headshot mình thấy quả mà bốn tran nó một con headshot nó vẫn có một cái gì đó đó đẹp phải cứ tình các bạn. Ừ. Rồi canh B, B có luôn, B có luôn, B có luôn. Rồi, ôi sao cái gì mà giúp hết phải B thế này. Bắn nhau, ôi lại bắn nhau B lại có hả? Đâu rồi, đâu rồi, đây đây đâu rồi, đâu rồi. Đây rồi, đây rồi. Mình xin việc nhỏ lên cao anh em ơi. Đó, ngon ngay. Bắt hai thằng B là ngon ngay. Chúng mày vào hết đây. Rồi à chết chết mẹ rồi đổ thỏ ra cho mình bắn ta khó lắm mình mà khó lắm bom rồi đừng có để chết cho bay ơi sẽ đi móc rào anh em ạ móc rào là chân ái nhanh còn kịp đừng có chết mày ơi số 1 ơi tao xin mày rồi chết luôn má nó bên kia không biết là Việt Nam không biết có phải Việt Nam không à ném bom ghê đánh đá đánh đá nhưng mà tao có 2.000 bom rồi à, cho mặt luôn trước mặt luôn đâu nữa hành lang anh ui rồi ui bắn những giận nè ở đâu rồi đâu bom đâu bom đâu ui rồi chết rồi bom đặt dưới này chịu rồi mẹ bom đặt trên thì còn gỡ được nhưng đặt dưới chịu rồi đâu có gần hết thời gian nữa chứ cân 4 nhưng mà không gỡ được quả bom mình mà. Ôi trời ơi buồn thật đấy nó lâu lâu nó đặt quả bom ở dưới hơi khắm hay quá nhỉ nó bê chết kìa thằng hầm bê cẩn thận sao thằng hầm bê nó ngu thế nhỉ thế thằng bê nó chết thế kia là chắc chắn là nó bê có rồi mà bố đứng hầm bố vẫn nhìn mít chịu bố bố ăn gì con cúng. Rồi, bom rơi bê mẹ luôn hay luôn thằng nó ném quả lửa có trước mặt có đâu rồi, chạy đâu chạy đi đâu chạy đi đâu mới chết yếu rồi là mình bú ngay cái gì chứ bú nhanh lắm cái gì yếu mẹ bắn nắn nọt lắm anh em ạ yếu bắn nắn nọt lắm một viên thôi không cần nhiều không thấy đâu luôn 3v2 anh em ạ tôi bình tĩnh rồi không việc gì phải vội cả đâu sẽ có đó thì chó có mâm tôm mẹ cái thằng hầm B cái canh C4 nó cứ chạy qua chạy lại khổ ạ mày không tin tưởng tao mà mày chỉ cần canh mỗi cái hướng đấy thôi hướng này là của tao rồi có luôn rồi chơi 24 chơi chơi ui rồi ôi trời ơi trừ 72 rồi nhỏ thế nhỏ được đấy bắn M4 Transformer phà kè tiếp bạc nói chung là dòng M4 thì bắn cũng vẫn được chắc mình bắn khẩu đấy cũng mẹ gánh tim mẹ cất ra nó cái kia lại đầy hp hả chạy đâu chạy đi đâu chạy đi đâu không quay à thằng này yếu rồi mày yếu thì mày xong tao rồi dìa ui dồi ôi bọt à đánh đá đánh đá nhắm lại có bom cơ đánh đá đấy rào liệu có đẩy không rào mày đẩy đây còn flash chặn đầu luôn
Yếu 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 yếu. Úi thì chết rồi. Nó chạy mất là ăn cơm luôn. Khỏi thay đạn đúng tâm chả nhìn cái mẹ gì luôn. Đi nhẹ thôi đi thằng kia. Ồ về bê đi. Má nó bực cái thằng này thế rồi. Còn ngoại à mày. Ngu. Bực thật đấy. Chơi mình đéo sao gặp mấy cái thằng này như này. Rất là chối anh em ạ. Đúng kiểu thằng làm thằng phá. Bombe rồi, chắc chắn bombe rồi. À im lắm. Chứ quả đấy mà nó đứng cửa. Cửa dao là chạy chỗ đấy là cút cả hai thằng chứ không phải một thằng đâu anh em ạ. Mẹ nó. Rồi trong side B, trong side B, trong side B. Cọp Ultimate Gold, ghê. Lâu lắm có thằng bắn hổ này. Đặt bom nè. Đúng rồi, nhảy đặt bom nè. Bom cao, bom cao. Bom cao. Tít, 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 tít này. Bắt bài ngay mẹ rồi ngon rồi đấy lật lại hay không nó dễ gì mà 4 hiệp 9 kill đang vượt chỉ tiêu 1 kill nha ngon rồi ngon rồi 4 hiệp đổi phe anh em ạ phần này mình sẽ đi hầm B là một cái gì đó nó vẫn cứ là ok đó. Hoặc là đẩy ngang là một phương án không hề tồi. Ồ, cái gì đây cái gì đây cái gì đây là cái gì đây. Mày không có ai ra gì à? Rồi, bình tĩnh rồi. 5v2. Rồi, ôi 5v1 chết rồi, lấy quanh cao đâu có kiểu mà đi chứ. Rồi. Rồi. Ôi biết lại. Ôi ôi. Ôi giời ơi, mẹ cái thằng kia. Ôi, phí mất 1 kill anh em ơi. Nhưng mà quả mình ra sớm là khả năng mình chết đấy. Thằng cố nạn này tâm đang chĩa thẳng ra mid mà. Phải đợi thằng đồng đội nó ra nó tạo phốt các thứ nó chĩa tâm cho thằng đồng đội thì mình mới liếm nó mà an toàn mình tính cái giải pháp an toàn này. Cái gì đây. Ô, cái gì đây mẹ cái thằng này. Ô, nó lại búp kêu lội liễu quá anh em ạ. Mít có này đây 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 cũng quay lại cơ đang định là lùi thủ đằng sau cho nó cái cận chiến mà nó quay lại mới đều chứ. Em có nhìn thấy mình đứng hình mất 1 giây mình nhìn nó không? Nó quay lại luôn. Ai da. Có con mắt thứ 6 à? Ừ, giác quan thứ 6 à? Con mắt thứ 3, giác quan thứ 6 à? Ừ. Kinh ái. Nhưng mà không được. Để B đi anh. Anh đẩy vào B đi em hỗ trợ ngay. Em hậu phương cũng chắc của anh luôn. Rồi. Ôi mẹ nó vào thẳng sai B thật này. Hay luôn. Hello. Thằng tay gơ kia mẹ bắn như thằng ống ngư vậy. À, ô xin nha. Rồi, mình xin. Mình xin, mình xin. Còn hai thằng nữa mỗi thằng kill nha. Đừng có KS của nhau nha. Mỗi thằng 1 kill hoặc là cho tao hết cũng được. Anh là có. Xuống đây baby. Ô, mít quá, mít quá. Mình lan xuống. Ôi trời ơi. Quan trọng nó phải là thời điểm anh em ạ. Mẹ nó. Thằng hành lang nó mới nhảy xuống sớm. Xuống sớm một tí nữa là thằng mít nó bắn vào đít mình rồi. Mày thế chứ lại. Quan trọng nó phải là thời điểm anh em ạ. Rồi rất cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi clip. Quay cho mình một like và subscribe. Nhớ bấm chuông để bỏ clip mới nhất mình nhé.